Tổng thống Nga Putin đã ký một dự luật cho phép bầu cử ở các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng của Ukraine. Dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay, cũng như buộc trục xuất người dân địa phương. Trước đây, luật pháp Nga không cho phép tổ chức bỏ phiếu trong vùng lãnh thổ theo thiết quân luật. Hiện vẫn đang có hiệu lực tại các khu vực do Nga chiếm đóng ở các tỉnh Donetsk, Luhansk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Dự luật cũng cho phép cưỡng bức di chuyển và kiểm soát công dân từ lãnh thổ áp dụng thiết quân luật đến các lãnh thổ không áp dụng thiết quân luật. Moscow đã lên kế hoạch tổ chức bầu cử trong những khu vực chiếm đóng của Ukraine nhằm hợp pháp hóa chủ quyền bất hợp pháp của mình. Các nhà chức trách Nga có thể đang chuẩn bị cơ sở cho cuộc bỏ phiếu bằng cách hối lộ hoặc ép buộc người dân địa phương nhận hộ chiếu Nga và cưỡng bức trục xuất những người từ chối. Đây được cho là một trong những nỗ lực của Moscow nhằm Nga hóa các khu vực do họ chiếm đóng. Vào tháng 9 năm 2022, Điện Kremlin đã tổ chức cái gọi là trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng về việc gia nhập Liên bang Nga. Chính quyền Kyiv cho rằng Nga và các lực lượng ủy nhiệm tại các địa phương đã sử dụng biện pháp ép buộc và làm sai lệch hàng loạt để tạo ra kết quả thuận lợi, tuyên bố gần như 100% người dân khu vực ủng hộ việc sáp nhập. Sau đó, Ông Putin đã tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ này vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, mặc dù phía Nga đã không toàn quyền kiểm soát các khu vực này. Khi hai thủ phủ của khu vực là Kherson và Zaporizhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phía Ukraine. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác. Cộng hòa Séc chuẩn bị cho kịch bản NATO đối đầu trực diện với Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc, tướng Karen Rekha mới đây đã cho biết Cộng hòa Séc đang chuẩn bị cho một kịch bản NATO đối đầu trực diện với Nga. Theo tướng Reka, chiến tranh giữa Liên bang Nga và khối NATO là một kịch bản xấu cho Cộng hòa Séc và mọi người sẽ không để nước đến chân mới nhảy. Các lực lượng vũ trang quân đội Séc đang tính toán trong một cuộc xung đột dữ dội vì hiện Moscow đã đi vào quỹ đạo xung đột với NATO. Tướng Reka cho biết thêm, Cộng hòa Séc là thành viên của khối NATO, điều này mang lại lợi ích cho Séc, nhưng Séc cũng phải có một số nghĩa vụ nhất định. Nếu chiến tranh nổ ra, các binh sĩ Séc sẽ phải ra chiến trường theo lệnh động viên của liên minh. Theo kinh nghiệm chiến trường Nga-Ukraine, tướng Reka nhận định rằng Séc cần phải sắn tay áo củng cố quân đội và đặc biệt là khắc phục sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ phía Nga càng nhanh càng tốt. Chuyển sang phần tin tức khác. Truyền thông phương Tây loan báo về tình trạng nghẹt thở với làn sóng thù địch đấu tố lẫn nhau ở nước Nga. Thưa quý vị, truyền thông phương Tây đã báo cáo rằng ở Nga, bây giờ đây nhiều giáo dân đã quay ra tố cáo các cha xứ, các linh mục có tư tưởng ủng hộ hòa bình thay vì mong đợi chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Thầy cô giáo mất việc làm vì bị học trò mách lại giáo viên phản đối chiến tranh. Những người dân mang trong mình mối hận thù nhỏ nhặt trong nhiều năm đã dịnh mò nghe trộm những người hàng xóm. Người làm công tố cáo ông bà chủ với cảnh sát hoặc với Tổng cục An ninh. Bầu không khí thù địch, hoang tưởng đang đưa nước Nga trở lại thời Xô Chế độ của Tổng thống Putin đang đàn áp những người chỉ trích chiến tranh và bất đồng chính kiến. Các công dân cài răng lược, đề phòng lẫn nhau theo phong cách của những năm đen tối nhất dưới thời nhà độc tài Joseph Stalin. Các cuộc bắt bớ, cáo buộc hình sự, truy tố và đuổi việc trong không khí đấu tố đậm đặc mùi chuyên chế. Phóng sự của tờ báo Mỹ The Washington Post đã cho biết các cuộc trò chuyện riêng tư trong nhà hàng và tàu điện ngầm là chỗ hành nghề cho những kẻ nghe lén, những kẻ gọi cảnh sát để bắt giữ những phần tử phản bội, kẻ thù của nhân dân. Các bài đăng và tin nhắn trên mạng xã hội, ngay cả trong các nhóm kín, đã trở thành bằng chứng phạm pháp để các đặc vụ an ninh Nga truy bắt. Vào tháng 3 năm 2022, ông Putin đã kêu gọi nước Nga hãy thanh trừng, loại bỏ những kẻ phản động. Kể từ đó, Moscow nhiều lần đưa ra những cảnh báo đen tối về kẻ thù nội bộ tuyên bố rằng Nga đang chiến đấu vì sự sống còn. Theo thông tin từ nhóm nhân quyền OVD Info, kể từ thời điểm Nga bắt đầu tấn công Ukraine, có ít nhất 19.718 người đã bị bắt vì tội phản đối chiến tranh. Các vụ bắt hình sự được đưa ra đối với 584 người và các án phạt hành chính đối với 6.839 người. Nhiều người Nga đang bị đe dọa hoặc quấy rối từ chính quyền, mất việc hoặc bị chính người thân rình mò tố giác làn sóng rình rập tố cáo lẫn nhau đã làm cho không gian công cộng trở nên nguy hiểm. Trường lớp học tập trở thành nơi rủi ro nhất, đặc biệt là trong buổi học sáng thứ hai với nội dung do nhà nước phê chuẩn. Tên của tiết học này là trò chuyện về những điều quan trọng. Các giáo viên phải giảng cho học sinh về cuộc chiến ở Ukraine, tuyên truyền quan điểm về lịch sử và các chủ đề khác do nhà nước quy định. Trong các văn phòng làm việc, người ta giờ đây chỉ có thể nói chuyện thì thầm, trước khi đảo mắt xung quanh xem có đang bị theo dõi hay không. Cũng theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Mỹ, trong cuộc họp mặt hàng năm của các cựu sinh viên và thầy cô về hưu, tất cả đều căng thẳng, tế nhị thăm dò lẫn nhau, trước khi dần dần nhận ra rằng mọi người đều ghét chiến tranh nên có thể thoải mái nói chuyện. Cảnh sát trong hệ thống tàu điện ngầm rộng lớn của Moscow đang bận rộn theo đuổi các đối tượng, được hệ thống nhận dạng khuôn mặt hỗ trợ. Kamila Murashova, một y tá tại nhà tế bần dành cho trẻ em, đã bị bắt trong tàu điện ngầm hôm 14 tháng 5 sau khi ai đó chụp được trên ba lô của cô có dính cờ huy hiệu của Ukraine. Cô Murashova bị buộc tội là mất uy tín của quân đội. Yuri Samolov, một giám đốc bán hàng 40 tuổi, đang đi tàu điện ngầm vào hôm 17 tháng 3 thì bị một hành khách liếc thấy hình nền điện thoại có biểu tượng của quân đội Ukraine. Samolov bị kết tội phát tán tài liệu cực đoan. Vào thời Xô Viết, từ Stuchat hay bị gõ cửa từng là một tiếng ớn lạnh về văn hóa đấu tố, không khí nặng nề nghẹt thở đó giờ đang lặp lại. Alexandra Akhipova, một nhà nhân chủng xã hội học cho biết, cô và một số đồng nghiệp ở trường đại học đều bị tố cáo từ một địa chỉ email được xác định là của Anna Vasilievna Korobkova. Anna Vasilievna Korobkova là cháu gái của một tay chỉ điểm cho các đặc vụ an ninh KGB của thời Liên Xô người nghiện việc phải tố cáo ai đó. Korokova là một phụ nữ độc thân, 37 tuổi, sống ở một thành phố lớn của nước Nga, người chuyên đi tìm kiếm tố cáo các nhân vật phản động. Karokova tuyên bố đã gửi 1046 email đến cơ quan an ninh FSB về các nhân vật dám đưa ra bình luận về các phương tiện truyền thông bị chặn ở nước Nga với khoảng hai đơn tố cáo mỗi ngày. Karokova khoe rằng công trình tố cáo của cô đã làm sập tổ chức Moscow Helsinki Group, một nhóm nhân quyền lâu đời nhất ở Nga vào tháng 1 mới đây. Karokova cho biết mục tiêu tố cáo của mình là các nhà khoa học, giáo viên, bác sĩ, nhà hoạt động nhân quyền, luật sư, nhà báo và thường dân. Karokova cảm thấy vô cùng thỏa mãn về mặt đạo đức khi có ai đó dính trưởng, chẳng hạn như bị đuổi việc, bị phạt hành chính. Karokova cho biết rất vui khi khiến ai đó phải vào tù. Một giáo viên ở Moscow, Tatiana Chervenko, có hai con đã bị Karapkova tố cáo vào mùa hè năm ngoái sau khi cô phản đối chiến tranh trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Đức Deutsche Welle. Tatiana Cherevenko cho biết, đơn tố cáo nói rằng tôi tham gia tuyên truyền trong lớp học. Cô ấy, Karapkova, thậm chí còn không biết tôi là ai. Karapkova đã đặt điều bịa chuyện. Ban đầu, ban giám hiệu nhà trường bác bỏ tố cáo. Nhưng Karapkova tiếp tục tố cáo lên bà Maria Lvova Belova, cán bộ Ủy ban Quyền trẻ em, quan chức đã bị tòa án hình sự quốc tế truy tố cùng với ông Putin mới đây. Dưới áp lực đó, lãnh đạo nhà trường đã cử người đến giám sát các tiết học của cô Tatiana Chivenko, đặc biệt là các tiết học thảo luận về những điều quan trọng. Cảnh sát đã đến trường, áp lực đuổi việc cô giáo Tatiana Chivenko, cũng như thời Xô Viết Nga đang hồi sinh mảnh đất màu mỡ tố cáo lẫn nhau để thỏa mãn sự thù hận. Nhà khoa học chính trị nổi tiếng người Nga, Ekaterina Struman, với hơn một triệu người theo dõi trên YouTube, hiện làm việc tại Berlin đã bị hàng xóm tố cáo ác liệt sau khi bà rời khỏi nước Nga vào tháng 4 năm ngoái. Bà Truman bị chụp mũ là đặc vụ nước ngoài, Họ gọi bà Truman và gia đình của bà là phần tử phản cách mạng lâu năm, hành động vì lợi ích của những ông chủ phương Tây, những kẻ có mục tiêu chia rẽ xã hội. Tin tiếp theo Cuộc tấn công hàng loạt lần thứ 16 của Nga và Ukraine trong tháng 5, tất cả các mục tiêu đều bị hạ gục. Chia sẻ trên kênh Telegram, Sergei Popko, trưởng ban quản lý quân sự thành phố Kyiv đã cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ và phá hủy tất cả các mục tiêu trên không của Nga trong cuộc tấn công gần đây nhất vào chiều ngày 29 tháng 5. Theo lời của ông Popko, chỉ 6 giờ sau cuộc tấn công vào lúc dạng sáng, phía Nga đã lại tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công tên lửa khác nhằm vào Kyiv. Các báo cáo ban đầu cho thấy, Moscow đã triển khai tên lửa hành trình. Đây là cuộc tấn công thứ 16 vào thủ đô của Ukraine kể từ đầu tháng này. Cuộc tấn công này đánh dấu một sự thay đổi trong chiến thuật của phía Nga. Sau một loạt các cuộc tấn công vào ban đêm, cuộc tấn công lần này được thực hiện vào ban ngày, khi mà hầu hết cư dân thành phố sẽ đi làm hoặc là ra đường. Ông Popko cho biết lực lượng phòng không của Ukraine đã tiêu diệt thành công tất cả các mục tiêu trên không. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv cũng đã xác nhận thêm rằng không có tòa nhà nào ở Kyiv bị đánh trúng, mặc dù thông tin này hiện vẫn đang được xác định. Các mảnh vỡ của bom đạn rơi xuống các khu vực khác nhau của thành phố. Ba mảnh ở quận Obolonsky, một mảnh ở quận Desnyansky và một mảnh ở quận Dniprovsky. Cơ sở hạ tầng của Kyiv không bị thiệt hại đáng kể. Thông tin về thương vong vẫn chưa được xác nhận. Trước đó, vào đầu ngày 29 tháng 5, Nga đã phát động một đợt không kích nhằm vào Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv cho biết lực lượng phòng thủ đã bắn hạ hơn 40 mục tiêu của Nga. Đây là đợt không kích thứ 15 của Nga chỉ tính riêng trong tháng 5, đánh dấu một cuộc tấn công đêm thứ hai liên tiếp với cường độ lớn chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến. Chính quyền quân sự của thành phố cho biết trong đêm tập kích thứ hai này, nga đã sử dụng kết hợp máy bay không người lái Shahid 136 do Iran sản xuất kết hợp với tên lửa hành trình. Trước đó vào ngày 28 tháng 5, nga cũng đã mở một đợt tập kích bằng UAV dữ dội nhất nhằm vào thủ đô Kyiv. Quân đội Ukraine thông báo bắn hạ 58 trong số 59 máy bay không người lái UAV cảm tử Shahid mà phía nga sử dụng để tấn công. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Nga cáo buộc Ukraine pháo kích các khu định cư ở vùng Belgorod của Nga. Theo thống đốc của vùng Belgorod của Liên bang Nga, các lực lượng Ukraine đang nã pháo vào một số khu định cư ở vùng này, nơi giáp với miền đông bắc Ukraine. Ông Vyacheslav Gladkov đã cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 5, rằng hai cơ sở công nghiệp đã bị tấn công ở thị trấn Seberkino. Ông cho biết bốn người bị thương sau vụ pháo kích vào tòa nhà có chứa chất lỏng sơn và ni. kênh cnn của mỹ đã không thể xác minh độc lập tuyên bố này các báo cáo về việc ukraine pháo kích vùng benkard được đưa ra sau khi một nhóm công dân nga chống ông putin những người có quan hệ với quân đội ukraine đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công ở khu vực benkard phía tây nam của nga vào tuần trước cái gọi là quân đoàn tự do cho nước nga đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào benkard mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Tư đã chỉ định là một hành động khủng bố. Chính phủ Ukraine tránh xa các chiến binh của Nga. Họ nói rằng ở Ukraine, các đơn vị này là một phần của lực lượng quốc phòng và an ninh. Ở Nga, họ đang hoạt động như những thực thể độc lập. Tin tiếp theo Liên quan đến cuộc phản công của quân đội Ukraine hiện là tâm điểm của cuộc chiến. Đại tá Richard Kemp, Cựu sĩ quan quân đội Anh đã có bài phân tích trên tờ Telegraph rằng ông Putin đang hoảng sợ trước cuộc phản công này. Sau đây xin giới thiệu nội dung bài viết tới quý vị. Ông Kem nhận định rằng ông Putin đang hoảng sợ trước cuộc phản công dự kiến của người Ukraine có thể đã ở giai đoạn định hình chiến trường sơ bộ. Ông Kem cũng chỉ ra rằng nhà lãnh đạo Nga không biết Giống như nhiều người, khi nào thì cuộc tấn công sẽ được phát động, nó sẽ tấn công ở đâu, hoặc liệu nó có thành công hay không. Những gì mà ông ấy biết chỉ là nếu nó đạt được thành công đáng kể, những ngày còn lại của ông Putin có thể được đánh số. Với những dạn nứt đã mở ra bên trong Điện Kremlin và giữa những cộng sự quan trọng nhất của ông ấy. Lực lượng Nga đã và đang chuẩn bị các vị trí phòng thủ vững chắc dọc theo chiến tuyến. Nhưng bên cạnh cán cân lực lượng, điều cực kỳ quan trọng đối với sự thành bại của Ukraine chính là tinh thần. Ông Putin muốn phá vỡ tinh thần của người Ukraine. Theo nhận định của ông Kem, ông Putin biết rằng quân đội của ông rất mong manh và ông ấy cũng biết mình phải làm nhụt chí binh lính của Ukraine trên chiến tuyến và dân thường ở phía hậu phương. Đó là lý do tại sao gần đây quân đội Nga đã tăng cường không kích nhằm vào các thành phố và thị trấn. Vào tối thứ bảy, Nga đã phát động làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái có chất nổ lớn nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. 52. Trong số 54 máy bay xe do Iran cung cấp đã bị hạ gục trên bầu trời Ukraine, 40 chiếc đã nhắm vào Kyiv. Ngày hôm sau, Kyiv vẫn kỷ niệm 1.541 năm thành lập và đã trở lại bình thường. Những nỗ lực của Tổng thống Nga Putin nhằm đe dọa người dân Ukraine và các nhà lãnh đạo của họ đơn giản là không có tác dụng. Những tội ác này của Nga có tác dụng ngược lại với những gì được dự định, chỉ nhằm củng cố ý chí phản kháng của người Ukraine. Vai trò của phương Tây Quyết tâm đánh đuổi quân Nga ra khỏi lãnh thổ đã khiến những đội quân Ukraine ngày càng chiến đấu kiên cường hơn. Tổng thống Nga cũng không muốn đàm phán hòa bình, nhưng vì những lý do rất khác nhau. Làm thế nào ông ấy có thể đồng ý ngăn chặn một cuộc chiến tranh mà mình đạt được quá ít với cái giá quá lớn về máu và tiền bạc cho chính người dân của mình? Ông Kem chỉ ra rằng, nhưng ông Putin vẫn muốn giữ hy vọng hão huyền về một lệnh ngừng bắn. Đó là một phần của chiến lược cảnh sát tốt, cảnh sát xấu, vừa được ông Andrei Kalin, đại sứ Nga tại London, tuyên bố một cách vụng về. Đại sứ này đã đe dọa leo thang theo một chiều hướng mới mà họ không cần và không muốn. Đồng thời còn nói thêm, chúng ta có thể làm hòa vào ngày mai. Những lời lẽ này bày tỏ sự cởi mở của phía Nga đối với việc đối thoại trên con đường chính trị và ngoại giao, vốn vẫn bị kỹ và các nhà tài trợ phương Tây ngăn cản. Mục tiêu là lôi kéo các chính phủ phương Tây xoa dịu Moscow bằng cách rút lại hỗ trợ quân sự với hy vọng hòa bình và lo sợ về một cuộc xung đột mở rộng. Các quan chức Trung Quốc cũng có thể đã bị bắt làm việc với các báo cáo rằng ông Lý Huy, đại diện đặc biệt của Bắc Kinh về các vấn đề Á-Âu, đã thúc giục các nhà ngoại giao châu Âu chấm dứt xung đột trước khi nó leo thang hơn nữa. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Putin còn bị bối rối bởi dòng đạn dược tiếp tục chảy vào Ukraine khi nước này chuẩn bị phản công. Đó là một lý do khác cho việc gia tăng tần suất các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các thành phố của Ukraine, nhằm làm cạn kiệt hệ thống phòng không và làm cạn kiệt kho đạn dược khan hiếm vốn rất quan trọng trong các chiến dịch tấn công lớn. Bất chấp cuộc tấn công ngoại giao của Nga, các nhà lãnh đạo phương Tây bây giờ đây đã quen với những lời đe dọa của ông Putin, dường như đang kiên quyết chống đỡ nhưng bên cạnh việc cung cấp hỗ trợ quân sự và kinh tế, đồng thời chống lại những lời nói giả tạo về các cuộc đàm phán hòa bình. Họ cần tích cực hơn trong việc giúp đỡ chính quyền Ukraine chống lại toàn bộ nỗ lực chiến tranh của ông Putin. Một cách để làm điều đó là giáng đòn mạnh tay vào các lãnh đạo chỉ huy quân sự Iran, những người đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của ông Putin, cung cấp máy bay không người lái, khai triển quân đội, hứa hẹn tên lửa đạn đạo và giúp đỡ Moscow trốn tránh các lệnh trừng phạt. Ngoài ra cũng cần có các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt hơn đối với Tehran và thành lập một tòa án để giải quyết việc hỗ trợ và tiếp tay cho các tội ác chiến tranh của Liên bang Nga. Tin tiếp theo, Nga tấn công Dnipro và Kharkiv khiến 17 người thương vong, trong đó có một phụ nữ mang thai và ba trẻ em. Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công khác nhằm vào Dnipro Petrov vào ngày 29 tháng 5, được cho là khiến ít nhất một người chết và làm bị thương 9 người khác. Theo thống đốc Sekhi Lisak, một phụ nữ đã thiệt mạng và trong số 9 người bị thương có một đứa trẻ 11 tuổi. Ít nhất hai ngôi nhà ở quận Sinelnikov đã bị phá hủy hoàn toàn và 30 ngôi nhà bị hư hại do vụ tấn công. Một cửa hàng và một trạm xăng cũng đã bị hư hại. Ông Lisak cho biết các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang có mặt tại hiện trường và một cuộc khảo sát toàn diện về thiệt hại do vụ tấn công gây ra đang được tiến hành. Trong khi đó, thống đốc Oleksiy Hubov đã đưa tin trên kênh Telegram rằng Nga đã nã pháo vào hai ngôi làng ở quận Kupiansk của Kharkiv vào ngày 29 tháng 5, làm ít nhất 7 người bị thương, bao gồm người già, trẻ em và một phụ nữ mang thai. Ba cụ bà ở độ tuổi 73, 85 và 90, một phụ nữ mang thai và hai trẻ em 14 và 10 tuổi. Hơn nữa, một tòa nhà ký túc xá, hai ngôi nhà riêng và một đường ống dẫn khí đốt trong làng cũng đã bị hư hại. Vụ pháo kích nhằm vào Holutkipka đã khiến một ngôi làng khác ở quận Kupiansk bị hư hại và khiến một người phụ nữ 60 tuổi bị thương. Thống đốc Sinehubov viết rằng tất cả các nạn nhân đã được nhập viện và các dịch vụ cấp cứu đã có mặt tại chỗ. Tỉnh Kharkiv hứng chịu pháo kích dữ dội trong ngày qua. Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các khu định cư ở các quận Kharkiv, Kupiansk, Chuhiiv và Ajium đã làm hai thường dân bị thương và gây thiệt hại về tài sản. Về hệ thống vũ khí mà Nga sử dụng để tấn công, các quan chức đã đưa ra các thông tin mâu thuẫn nhau. Trong khi thống đốc viết rằng ngôi làng có thể bị tên lửa đạn đạo Iskander tấn công. Văn phòng công tố cho rằng, theo thông tin sơ bộ, người Nga đã sử dụng một quả bom xuyên bê tông dẫn đường FAB-250. Tiếp tục liên quan đến diễn biến này, Tổng thống Zelensky và vợ chia sẻ về video những đứa trẻ chạy tìm nơi trú ẩn ở Kyiv. Tổng thống Ukraine Zelensky đã đăng tải một đoạn video dài nửa phút về những đứa trẻ chạy đến nơi trú ẩn ở Kyiv vào sáng thứ hai khi nghe thấy một vụ nổ ở phía sau. Video được ông Zelensky đăng tải lên kênh Telegram của mình với chú thích: "Trẻ em Ukraine, mỗi khi có âm thanh cảnh báo không kích, đây là một ngày bình thường trong tuần." Ông Zelensky viết thêm rằng: "Xin cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới đã giúp bảo vệ người dân và trẻ em của chúng tôi khỏi khủng bố của Nga." Vợ của ông Olena Zelenska cũng đã đăng tải lại đoạn video và viết thêm Buổi sáng sau một đêm mất ngủ dưới lửa, một lần nữa lại lo lắng. Trẻ em chạy và la hét tìm nơi trú ẩn trước tiếng nổ. Nhưng mọi chuyện không nên như thế này, bất cứ nơi nào và không bao giờ. Ngày 29 tháng 5 là một ngày khá vất vả đối với hệ thống phòng không của Kyiv khi mà Nga đã tiến hành liên tiếp hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa lớn chưa từng có kể từ ngày chiến sự bùng nổ vào tháng 2 năm ngoái. Thị trường Kyiv Vitaly Kalichko đã khuyến cáo người dân trên Telegram rằng nổ lớn trong thành phố, ở khu vực trung tâm, hãy tiếp tục trú ẩn. Đại sứ Anh tại Ukraine Melinda Simmons cũng cho biết trên kênh Twitter rằng lại một cuộc tập kích nữa, hệ thống phòng không của Ukraine một lần nữa bị thử thách. Theo ghi nhận của phóng viên tờ báo Anh The Guardian, vào khoảng 11 giờ hôm 29 tháng 5, chưa đầy 5 phút sau khi còi báo động vang lên, Kyiv đã ghi nhận ít nhất 11 tiếng nổ cực lớn. Đây là khoảng thời gian ngắn bất thường kể từ lúc còi báo động kích hoạt cho đến khi tên lửa và UAV tiếp cận thành phố. Cuộc tập kích lần này diễn ra giữa ban ngày khác với hầu hết các lần trước đó. Lý giải về chiến thuật tập kích dồn dập này của Moscow, ông Sergei Popko, chỉ huy lực lượng quân sự kỹ, đã nhận định rằng bằng cách tấn công liên tục, đối phương đang cố gắng ép người dân vào tình trạng tâm lý căng thẳng nga được cho là đang tìm cách bào mòn năng lực phòng không gây tâm lý hoang mang cho phía ukraine trước thềm cuộc phản công tiềm năng